Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số những model top upline và high-end của các hãng. Thì tôi cũng đã tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có thể sưu tập những model này. Thì thật ra những model này tôi đã giới thiệu với các bạn rất lâu rồi trên YouTube. Thì chi tiết từng máy như thế nào tôi đã để link phía dưới, các bạn có thể tham khảo lại. Trong clip này là xin phép là chỉ tổng hợp và review lại những model này mà thôi. Thì trong thiết kế máy có một nguyên tắc, đó chính là nguyên tắc kế thừa. Những máy mới này sẽ được thiết kế dựa trên những thiết kế của những máy cũ trước đó, chỉ thêm một vài tính năng vào mà thôi. Thì tuy nhiên, đối với những dòng máy top upline và high-end như vậy, công nghệ và kỹ thuật được đầu tư mới lại hoàn toàn, tốn khá nhiều thời gian thiết kế cũng như là phát sinh nhiều chi phí khiến cho giá thành xuất xưởng của nó rất đắt đỏ. Vì vậy, những dòng máy này chỉ phục vụ cho những tín đồ high-end mà thôi. Thậm chí có những máy sản xuất ra với số lượng rất ít, rất hiếm, chỉ phục vụ cho những đơn đặt hàng. Và cũng chính vì thiết kế lại hoàn toàn mới cho nên là những máy này sẽ có chất lượng rất tốt, có những tính năng đặc biệt. Thì tuy nhiên nó cũng có những lỗi mới xuất hiện và nhà sản xuất cũng không thể nào lường trước được. Thì khi chúng ta mua những máy này về thì nó sẽ gặp những lỗi đặc trưng và chỉ có những dòng máy này mới bị mà thôi. Thì đa phần những lỗi này rất khó sửa, thậm chí là không sửa được. Bây giờ tôi sẽ review cho các bạn về từng model. Vì Victor GBC là cha đẻ của VSS cho nên chúng ta sẽ nhắc đến Victor đầu tiên. Nhắc đến Victor thì không thể không kể đến model HR20000. Đây chính là model SVS Top Upline. Máy có thiết kế rất sang trọng và chất lượng video cực tốt. Do đầu tư được thiết kế làm hoàn toàn mới cho nên giá xuất xưởng khá cao, 400.000 yên. Điểm nhấn của máy đó chính là cửa điện. Khi nhấn nút open thì cửa sẽ trượt xuống và lộ phần cửa băng ra. Ngoài ra, phần đèn ở cửa băng và cửa panel càng làm tôn thêm vẻ đẹp của máy. Tuy nhiên, cửa điện cũng chính là nhược điểm. Ở những máy series đầu thường bị gãy bánh răng cửa điện khiến cửa điện không hoạt động và tự tắt nguồn. Bánh răng này rất khó sửa chữa. Tuy nhiên, ở các máy sau thì Victor đã cải tiến và dùng thêm vòng kim loại để gia cố, tăng khả năng chịu lực của bánh răng. Máy có trang bị TPC kỹ thuật số giúp cải thiện chất lượng phát băng. Ngoài ra, còn có tính năng tăng cường video giúp cho hình ảnh trên đẹp hơn. Ở đây chính là bên trong của máy. Phần mạch to phía trên này đó chính là mạch video, dùng các chip chuyên dụng của GBC. Mạch điện được thiết kế rất phức tạp và không giống bất kỳ những model nào trước đây. Phần mạch hi-fi thì dùng chip xử lý trong các máy chuyên dụng và dùng các tụ audio chất lượng cao. Chính vì vậy cho nên máy này cho âm thanh rất hay, rất chi tiết. Ở đây chính là phần dàn cơ. Dàn cơ này được thiết kế dành riêng cho HR20000 và cấu trúc của nó được kế thừa từ máy chuyên dụng BRS822. Dàn cơ này sử dụng động cơ dẫn động trực tiếp và có cơ chế active tension. Đây chính là phần trống từ của máy. Trên trống từ có rất nhiều mép từ kỹ xảo để đọc tín hiệu trên băng một cách tốt nhất, đặc biệt là ở mode EP và mode shuttle. Phần cơ này còn gắn thêm damper giúp ổn định lực căng băng. Đây chính là phía dưới của máy. Phía dưới của máy đó chính là phần mạch xử lý kỹ thuật số bao gồm cả TPC. Đặc biệt là dù trải qua quá trình xử lý kỹ thuật số nhưng mà vẫn giữ được tính tự nhiên của hình ảnh. Rất hiếm model nào mà có bộ kỹ thuật số được thiết kế phức tạp như vậy. Ở trong đây toàn các chip của GBC được thiết kế dành riêng cho model HR20000 này. Đây cũng chính là lý do mà vì sao giá xuất xưởng của máy này lại rất đắt. Nhược điểm lớn nhất của máy đó chính là dùng nguồn xung. Thì hầu hết các máy HR20000 đều bị lỗi nguồn. Bộ nguồn có cấu tạo rất phức tạp, rất khó sửa chữa. Ngoài ra, phần mạch video khác người cho nên là rất khó tìm lỗi nếu như không có kinh nghiệm về điện tử. Tiếp đến, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về máy HR-WK1. Thì đây là máy WKS đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ tính năng 2 vision. Nó có thể ghi và phát video HD. Dòng máy WKS này rất hiếm. Máy có giá xuất xưởng rất cao, 620.000 yên, và đây cũng là model đắt tiền nhất trong các dòng máy dân dụng.
Máy được thiết kế dựa trên model HR20000 và thêm tính năng VFS. Do vậy nó có thể chạy được 3 loại băng, đó chính là băng VFS, SVFS và VFS. Đối với VFS nó có thể chạy hai mode, đó chính là mode SD và mode HD. Ngoài ra máy HRVK1 còn có thêm một phiên bản chuyên dụng với model là SRVK320. Máy này là thiết kế với diện mạo màu xám nhìn rất hấp dẫn. Về phần mạch video SVFS, mạch TBC, mạch Hi-Fi và dàn cơ thì giống hệt trên làn HR20000. Mặt dưới của máy có thêm mạch xử lý VFS và hộp xử lý tín hiệu này cũng chính là tinh hoa của máy. Các chip trong đây được CVC thiết kế và sản xuất riêng cho máy này. Máy này cũng có khá nhiều lỗi vì do thiết kế của nó dựa trên mẫu HR20000 cho nên là sẽ gặp các lỗi giống như là HR20000. Ngoài ra phần VFS cũng hay thường bị lỗi là không ghi và phát được mode HD. Và tiếp đến tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu HRVK5. Thì đây chính là máy VFS đời thứ hai và được xây dựng trên model HRX7 và chỉ thêm tính năng VFS vào. Tính năng vẫn giống như HRVK1, tuy nhiên nó có cấu tạo đơn giản và nhỏ gọn hơn. Máy này có tính năng auto tracking rất tốt và tiếng hi-fi rất ổn định. Do là model đời mới cho nên là giải thuật xử lý kỹ thuật số sẽ tiên tiến hơn. Chất lượng hình ảnh của máy cực tốt. Nhiều người so sánh chất lượng của máy HRVK5 này có thể ngang bằng với lại Sony SVO5800. Tuy nhiên do quá trình xử lý nhiều nên thỉnh thoảng thì mất đi tính tự nhiên của hình ảnh. Cũng giống như model HRVK1 thì phần xử lý VFS sẽ được đặt ở mặt dưới của máy. Nhược điểm của máy đó chính là khung dưới này kín hoàn toàn, chúng ta không thể đo tín hiệu và sửa chữa. Ngoài ra máy này sử dụng rất nhiều linh kiện dán. Bộ cơ thì có cấu tạo nhiều cái chi tiết nhựa, rất yếu, rất giòn và dễ gãy. Ngoài ra khi mua máy này về thì hay bị lỗi phần video VFS và SVFS rất khó sửa. Tiếp đến đó chính là model HRX1. Thì dòng X của Victor có 4 model, đó chính là HRX1, HRX3, HRX5 và HRX7. Tương ứng với các năm ra mắt đó chính là 1991, 1993, 1995 và 1997. 4 model này đều có ưu điểm riêng, trong đó có thể kể đến đó chính là X3 này tiếng rất hay, X7 thì hình đẹp và có tính năng Dynamic Room. Tuy nhiên thì tôi vẫn thích model HRX1 hơn, tại vì nó chính là model đầu của series, có sự đầu tư trong thiết kế. Hơn nữa nó ra đời đúng vào thời điểm kỷ niệm 15 năm VFS ra đời. Model HRX1 này có hai phiên bản, một phiên bản thường màu đen và một phiên bản Limited. Thì nhân dịp kỷ niệm 15 năm VFS ra đời thì Victor đã thiết kế ra phiên bản Limited với số lượng có hạn theo đơn đặt hàng. Về cơ bản, loại Limited này có phần mạch và phần cơ giống hợp với loại thường. Tuy nhiên, thiết kế bên ngoài của nó sẽ có thêm hai hồi nhựa. Mặt ngoài của nó được thiết kế với màu bạc nhìn rất đẹp. Các chắc cắm phía sau của máy thì được mạ vàng để giúp đảm bảo chất lượng của tín hiệu được tốt nhất. Máy này có diện mạo trông thật cao cấp và xứng đáng là hàng high-end. Mạch video và hi-fi của máy này được thiết kế rất tốt. Đây chính là phần dàn cơ. Dàn cơ này được thiết kế và áp dụng đầu tiên ở máy HRX1 này. Loại dàn cơ này có nhiều tính năng và có thời gian đáp ứng rất nhanh. Ở đây chính là phía dưới của máy. Ở máy X1 này thì dàn cơ này được thiết kế rất chắc chắn. Nhưng đến thời máy X3 thì họ đã bỏ bớt một vài chi tiết trong dàn cơ khiến cho dàn cơ này trở nên yếu và rất dễ bị lỗi. Máy này có nhược điểm là hộc băng rất dễ bị lệch, giãn dây cora. Ngoài ra còn thêm rất nhiều lỗi vặt khác. Cho nên là khi đến thời máy X5 thì họ đã chuyển sang dùng bộ cơ lõi khác. Dòng Z của Victor này chỉ có đúng một model mà thôi, đó chính là HRZ1. Đây là một máy SVS chất lượng cao. Đặc biệt nó có trang bị tính năng DA, có thể là thu và phát âm thanh kỹ thuật số. Âm thanh DA này có tốc độ lấy mẫu là 48 kHz và cho chất lượng tốt như CD. Ngoài âm thanh DA ra thì máy này vẫn có thể ghi và phát âm thanh hi-fi thông thường. Máy dùng bộ cơ loại thông thường,
tuy nhiên phần trống từ giống với lại máy HRX1, có thêm damper để ổn định lực căng băng. Phía dưới đó chính là phần mạch xử lý âm thanh DA. Trong hộp này đó chính là bộ xử lý analog và phần ADC, chuyển đổi tín hiệu analog sang tín hiệu kỹ thuật số. Ở đây đều dùng các linh kiện audio chất lượng cao. Và đây chính là hộp dùng để xử lý kỹ thuật số. Trong hộp này dùng tất cả các chip do JVC thiết kế và dành riêng cho máy này. Nhược điểm của máy đó chính là phần bộ nguồn xung này rất kém, dùng những tụ kém chất lượng, và hay bị lỗi phần mạch DA khiến cho máy không thể ghi và phát âm thanh DA được. Tiếp đến tôi sẽ giới thiệu với các bạn về máy HRS10000. Thì đây chính là dòng máy cổ. Dòng S là một dòng Victor rất thông dụng, có rất nhiều model chất lượng cao như là HRS5000, HRS7000, HRS8000, HRS9000 v.v. Và model HRS10000 này đó chính là model cao nhất. Máy được thiết kế ra nhằm cạnh tranh với model EDB9000 của Sony. Tuy máy không có TBC nhưng lại có tính năng edit cắt dán phim. Máy này dùng dàn cơ mã kẽm phiên bản Full Loading. Phiên bản Full Loading này chỉ được dùng riêng trong model HR10000 này mà thôi. Dàn cơ này chạy rất êm và đáng tin cậy. Máy này sử dụng nguồn biến áp rất bền và không hỏng. Phần mạch được thiết kế rất phức tạp, không giống như các model khác của dòng S. Máy này cho chất lượng video rất tốt và hình ảnh tự nhiên, màu sắc tươi sáng. Tiếng hi-fi rất sạch và mộc mạc. Nhược điểm của máy đó chính là hay bị mòn XLR cao su, khiến không cuốn băng được. Ngoài ra rất khó thay dây của loading. Khi thay thì chúng ta phải tháo cả toàn bộ dàn cơ ra. Ngoài ra máy này còn có một nhược điểm nữa, đó chính là từ rất dễ mòn, tracking hẹp, và đối với những băng cũ thì khó lên hi-fi. Tiếp đến đó chính là các model của Bana. Model top upline của Bana đó chính là NVV10000. Máy này có thiết kế đẹp, to, nặng và rất chắc chắn. Giá xuất xưởng của model NVV10000 này rất cao, 417.000 yên. Diện mạo bên ngoài của máy trông thật đơn giản, đậm chất high-end. Tuy nhiên bên trong cửa bên được thiết kế rất đẹp. Máy này có chức năng TBC, ngoài ra còn có tính năng DNR giúp giảm nhiễu hình ảnh, rồi có thêm chức năng edit và cắt dán video. Điểm cộng của model này đó chính là dùng nguồn biến áp. Máy có đến 2 biến áp, cấp nguồn riêng cho khối điều khiển và khối analog. Thiết kế như vậy giúp hạn chế nhiễu điện từ ảnh hưởng đến hình và tiếng, giúp cho tiếng và hình trở nên sạch hơn. Máy dùng bộ cơ DirectDrive giống như là AG7750. Phần mạch điện này được thiết kế hoàn toàn mới. Mặt hi-fi sử dụng chip Mclaw và các tủ audio chất lượng cao. Bên trong máy có phần xử lý kỹ thuật số, tuy nhiên đơn giản hơn của Victor HR20000. TBC hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Nhược điểm của máy đó chính là dùng linh kiện có tuổi thọ ngắn, đặc biệt là các tụ điện. Linh kiện lão hóa khiến cho chất lượng video giảm sút rõ rệt, hình ảnh bị rung, màu sắc thì nhạt nhẽo, thậm chí là mất đồng bộ và mất luôn cả video. Model NVV10000 này còn có thêm một phiên bản khác nữa, đó chính là model AG3810. Máy được thiết kế với diện mạo màu đen. Tiếp đến đó chính là model NVV8000. Thì model NVV8000 và model NVV10000 là một cặp bài trùng với nhau. NVV8000 là một máy rất đặc biệt. Nó có thể đọc được băng VFS, SVFS, VFSC và SVFSC. Về cơ bản thì tính năng giống với là model NVV10000. Đây chính là phần bộ cơ của máy. Bộ cơ này rất độc đáo, nó có thể chạy được hai loại băng, đó chính là băng to và băng nhỏ. Bộ cơ này chỉ được thiết kế ra và dùng duy nhất cho máy NVV8000 này. Nó có cấu trúc Direct Drive, Active Tension v.v.
Về phần mạch điện tử thì nó được kế thừa từ modem NVFS900 cho chất lượng video rất tốt và âm thanh hay. Máy này có rất nhiều nhược điểm, đó chính là linh kiện có tuổi thọ ngắn, hay bị lỗi phần video. Khi linh kiện bắt đầu lão hóa thì sẽ khiến chất lượng video giảm sút rõ rệt. Ngoài ra máy này sử dụng nguồn xung rất kém, rất dễ hư hỏng. Nhược điểm lớn nhất của máy đó chính là bộ cơ quá phức tạp, rất dễ sai cơ ở hộc băng khi chúng ta lắp ráp và canh chỉnh cực kỳ khó. Một model của Panasonic cũng khá đặc biệt đó chính là NVDX1. Cũng giống như máy Victor HRZ1 thì máy Panasonic NVDX1 này có trang bị tính năng ghi và phát âm thanh DA kỹ thuật số. Những máy có tính năng DA này khá là hiếm. Chúng ta thường gặp model HRZ1, tuy nhiên model NVDX1 này khá hiếm. Máy được xây dựng dựa trên model NVBS900 và thêm tính năng DA vào. Model này được thiết kế với dạng cửa bên nhìn rất đẹp. Bên trong của máy được thiết kế giống với máy NVBS900 với dàn cơ nằm ở giữa. Đây chính là dàn cơ loại G với phiên bản cao cấp nhất. Phía dưới của máy đó chính là hộp xử lý tín hiệu kỹ thuật số DA. Cấu trúc mạch xử lý này có vẻ như là đơn giản hơn của máy Victor HRZ1. Máy NVDX1 này cho chất lượng rất tốt, hình ảnh đẹp và âm thanh hay, là một trong những model rất đáng được sưu tầm. HVV7000 là model top of line của hãng Mitsubishi. Máy được thiết kế ở dạng cửa bên với chất liệu nhôm cực kỳ sang trọng. Cửa bên của máy rất chắc chắn, trong đây có rất nhiều phím nhấn chức năng. Máy này cho ra hình ảnh đẹp, có chiều sâu và tiếng rất hay. Đặc biệt là máy này sử dụng dàn cơ loại nhúng, chống rung giúp máy chạy êm hơn. Phần mạch điện của máy rất phức tạp, được thiết kế rất chắc chắn, có cả phần mạch xử lý kỹ thuật số. Máy này dùng loại dàn cơ thông dụng. Trống từ có công nghệ Dynamic Tracking giúp tạo ra hình ảnh đẹp ở các mốt kỹ xảo. Về phần cover phía dưới của máy thì được mạ rất đẹp, họ có 3 chân nhúng của dàn cơ. Lúc vận chuyển thì chúng ta sẽ khóa chặt chân lại, còn khi dùng thông thường thì chúng ta sẽ mở chân ra để cho dàn cơ nhúng tự nhiên. Cabo nguồn này cũng có chân nhúng chống rung. Nhược điểm của máy đó chính là rất khó thay dây cura. Đối với loại dàn cơ này, khi mà dây cura bị trùng thì sẽ gây ra cái hiện tượng như vậy. Khi chúng ta nhét băng vào, sau vào dây nó sẽ đẩy băng ra. Nếu muốn thay dây cura thì chúng ta phải tháo toàn bộ phần cover phía dưới. Chi tiết phần thủ tục thay dây cura như thế nào thì mời các bạn xem lại phần link V7000 ở phía dưới. Tuy máy dùng nguồn biến áp bền nhưng mà sử dụng các tụ nguồn rất kém. Các tụ này hay bị chảy nước, dẫn đến thối mạch, chập mạch và mất thông số linh kiện. Trường hợp xấu hơn thì những hóa chất trong tụ này sẽ ăn mòn và làm đứt chân điện trở hồi tiếp của mạch ổn áp, khiến cho điện áp của mạch tăng rất cao, sẽ làm cháy IC điều khiển không thể thay thế được. Model HVV7000 này nếu được bảo dưỡng tốt thì máy sẽ hoạt động rất đáng tin cậy, chất lượng hình ảnh và tiếng rất tốt. VZS6000B là model top of line của hãng Sanyo. Cũng giống như máy NEC VCDS3000 thì đây là một model cực kỳ hiếm và không thông dụng. Thiết kế cửa bên có dạng hình thang nhìn rất ngầu. Ngoài ra đèn chiếu sáng giúp tăng thêm vẻ đẹp của máy. Theo mô tả của nhà sản xuất thì họ đã tăng khối lượng của khung máy để giúp máy có quán tính lớn, chống rung và tăng khả năng chịu lực biến dạng. Tuy máy này không có TPC nhưng mà cho ra hình ảnh rất đẹp, thì đặc biệt là tiếng của Sanyo rất trong trẻo, rất chi tiết. Cấu trúc bên trong của máy cũng gần giống với lại các máy S và S đời cao của Sanyo. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Máy sử dụng bộ cơ loại thường, tuy nhiên loại này chạy cũng khá tốt. Phần mạch hi-fi này sử dụng các tụ Elna màu đỏ và đây chính là loại tụ tốt. Ngoài ra máy này còn có thêm phần xử lý video kỹ thuật số. Nhược điểm của máy đó chính là dùng nguồn xung, tụ nguồn rất kém chất lượng. Ngoài ra thì thay dây cura cho dàn cơ này rất khó.
Tiếp đến đó chính là modem VCDS3000. Thì đây chính là modem top of line của hãng NDC, là một modem cực kỳ hiếm. Không giống như những modem vừa rồi mà tôi đã giới thiệu, thì modem VCDS3000 này chỉ sản xuất ra với số lượng rất ít. Hiện nay số lượng đầu này còn tồn tại trên thế giới chỉ đếm cách đầu ngón tay mà thôi. Thì tôi cũng đã đấu tranh rất quyết liệt để có thể mua được modem này. Tương tự như máy Mitsubishi HVV7000 thì máy này được thiết kế với chất liệu nhôm rất sang trọng và cửa bên rất chắc chắn. Máy này có tính năng TPC chất lượng cao và tính năng DNR giúp giảm nhiễu hình ảnh. Ngoài ra còn có 3D IC computer. Máy dùng bộ cơ thông dụng của NEC. Trống từ thì sử dụng loại Flying Heat Amp. Mạch khuếch đại đầu từ của máy sẽ được bố trí trực tiếp trên trống từ, giúp giảm nhiễu và tái tạo tín hiệu một cách tốt nhất. Điểm cộng của máy này đó chính là sử dụng nguồn biến áp rất bền. Phần video thì dùng các linh kiện cao cấp. Mạch Hi-Fi thì dùng các chip chuyên dụng, dùng tụ audio chất lượng cao. Máy này cho ra tiếng rất hay và sập. Tuy phần cơ là loại thông dụng nhưng mà có trang bị thêm motor ở dưới đây. Thoạt nhìn motor này chúng ta tưởng nó là motor cấp tăng thứ hai, tuy nhiên đây chính là motor reel cuốn băng. Thiết kế như vậy giúp tăng tính hiệu quả hoạt động ở mod, subtle và short. Nhược điểm của máy đó chính là ở mạch audio có một vài tụ nguồn kém và cần được thay thế. Do chưa gặp được máy thứ hai cho nên là hiện tại tôi vẫn chưa phát hiện ra cái lỗi nào khác ở model này. Khi nhắc đến Sony thì không thể không nhắc đến Betamax. Betamax có rất nhiều loại thì trong đó ED Beta là loại chất lượng nhất. Model EDV9000 này là model ED Beta cao cấp nhất của Sony. Tuy nó là model số lớn nhưng mà lại là model được nghiên cứu đầu tiên và nó vẫn được duy trì sản xuất cho đến khi Betamax sụp đổ. Máy này có thể tương thích với tất cả các băng Betamax đời thấp hơn. Máy này còn có thêm chức năng edit cắt dán phim. Sony cũng đã đầu tư cho model này khá nhiều. ED Beta sẽ cho chất lượng video tốt hơn SVX. Tiếng của máy cực hay. Máy này dùng biến áp to, chạy rất ổn định, các tụ nguồn đều là loại tốt. Mạch điện của máy được thiết kế rất phức tạp nhưng mà rõ ràng, dùng linh kiện chất lượng cao. Mạch video này dùng chip của Sony thiết kế. Còn phần mạch audio này dùng tụ Nijikon màu xanh. Phần khối xử lý kỹ thuật số này cũng được thiết kế khá kỹ lưỡng. ED Beta chỉ phát huy hết tác dụng khi mà chúng ta dùng với lại băng ED Beta. Nếu không có băng này thì máy chỉ cho chất lượng như là Betamax thông thường mà thôi. Thì ED Beta này tương đối là khó chơi tại vì không có nguồn băng có sẵn chương trình. Chúng ta chỉ có thể là tự ghi và tự phát lại cái chương trình mong muốn mà thôi. Dòng máy EDV9000 này thường hay bị lỗi dính trống từ, rất khó sửa chữa. Ngoài ra còn thường bị chết IC nguồn STK và chết IC điều khiển ở mặt trước và không rõ nguyên nhân. Về phần hộp băng này sử dụng rất nhiều cái chi tiết bằng nhựa, rất giòn và dễ gãy. SL2100 đó chính là đầu video duy nhất dùng bàn phím cảm ứng. Bàn phím này trong suốt kèm với là ánh sáng màu cam, đó chính là điểm nhấn của máy. Đây chính là máy Beta 2 băng, cho chất lượng rất tốt và âm thanh hay. Máy này sử dụng nguồn xung, còn phần analog thì dùng biến áp riêng. Tuy nhiên phần cơ của máy này khá là yếu, rất nhiều cái chi tiết bằng nhựa, giòn và dễ gãy. Máy này thường bị chết IC điều khiển ở bạch men và tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra một số máy còn hay bị đứt cáp bằng phím. SLVR7 là máy SVX chất lượng cao của Sony. Máy được thiết kế với diện mạo rất vintage. Chất lượng ghi và phát video cực kỳ tốt, đặc biệt là khi chúng ta dùng với lại băng SVX. Máy này có thể cho chất lượng video đạt gần như là SVO5800. Phần cover phía dưới được mạ rất đẹp. Phần mạch điện này được đầu tư khá kỹ lưỡng, có cả mạch TPC.
Tuy nhiên phần cơ của máy này lại rất yếu, rất nhiều chi tiết dựa và nó hay bị vỡ bánh răng locking màu xanh. Về phần nguồn xung thì rất kém, các tụ nguồn này dễ bị chảy nước. Phòng mạch hi-fi này có sử dụng các tụ audio, tuy nhiên là loại tụ kém. Tụ này rất dễ chảy nước, ăn mòn và có thể gây ra bệnh mất tiếng. Đây chính là model VCBS500. Đây chính là máy SVS cao cấp của hãng Sharp. Máy được thiết kế với chất liệu nhôm nhìn cũng khá sang trọng. Đặc biệt là máy này dùng cơ chế locking theo dạng cửa điện. So với các dòng máy mà tôi vừa giới thiệu thì model này có ít chức năng, chất lượng không quá đặc biệt nhưng mà rất dễ dùng. Máy này lại không có TPC. Nhược điểm là máy này sử dụng nguồn xung kém, các tụ kém chất lượng, rất dễ chảy nước gây thối mặt. Ngoài ra còn hay bị đứt đèn nền LCD. VCBS600 là model cao cấp hơn BS500. Máy được thiết kế với màu đen. Thì về cơ bản máy này giống với BS500 thì tuy nhiên có thêm chức năng TPC kỹ thuật số. Máy này cho chất lượng hình ảnh đẹp, đặc biệt là ghi băng rất tốt. Tuy xây dựng trên cơ sở của máy BS500 nhưng mà phần bộ nguồn này được thiết kế lại hoàn toàn khác. Máy này thường bị chết IC nguồn thơ cấp, các tụ nguồn thì kém chất lượng. VTS1000 là model SVS cao cấp của Hitachi. Model này dùng phương pháp locking dạng cửa điện. So với các máy top line của những hãng khác thì model này chỉ cho chất lượng trung bình mà thôi. Máy này không có TPC, chỉ có chức năng CNR dùng để giảm nhiễu màu. Tụ của Hitachi rất kém, gây ra hàng loạt các lỗi như là không linh hình, ảnh bị mất đồng bộ, ảnh nhiễu theo chu kỳ, v.v. VT-BCM1 là một model cực kỳ hiếm và được các tay chơi săn lùng ráo riết. Tiếc thay là máy này chỉ được sản xuất với số lượng cực kỳ ít, nên rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Điều đặc biệt là máy này có trang bị tính năng DA, ghi và phát âm thanh kỹ thuật số giống như model Victor HRZ1. Máy được thiết kế dựa trên model VTS-1000. Máy dùng cơ chế locking dạng cửa điện. Máy có mạch Flying Heat Arm, mạch có đại đầu từ được bố trí trực tiếp trên trống từ, giúp giảm nhiễu và tái tạo tín hiệu một cách tốt nhất. Phía dưới máy là mạch xử lý âm thanh DA kỹ thuật số, tuy nhiên mạch này có vẻ đơn giản hơn Victor HRZ1. Máy này còn có thêm nguồn xung phụ. Hiện máy này đang gặp một số lỗi rất nặng mà tôi chưa thể giải quyết được, nên chưa thể giới thiệu với các bạn về model này. Đây chính là máy SVS Top Upline của hãng Toshiba. Máy này cho hình ảnh tự nhiên và âm thanh mộc mạc. Điểm nhấn của máy đó chính là có hai đồng hồ VU ngược, chỉ thị audio, khiến máy trở nên vintage và nhiều người thích. Máy có chức năng DNR giảm nhiễu hình ảnh. Phần mặt này được thiết kế rất tốt, linh kiện rất ok. Tuy nhiên bộ cơ đời cũ này chạy khá là ồn và hay hỏng hai motor locking. Ngoài ra máy này còn hay bị chết IC nguồn STK. Các mối hàn của mạch điện Toshiba rất giòn, dễ nứt khiến mất tín hiệu, bằng mắt thường thì chúng ta khó thể phát hiện ra. Tiếp đến tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu Toshiba, model là AL91. Đây cũng là một model khá hiếm của Toshiba. Tuy bên ngoài có thiết kế khá tối giản nhưng khi mở cửa bên ra sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Máy này có thiết kế quá đẹp với hai đồng hồ VU ngược. Trong cửa bên này có rất nhiều cái phím chức năng. Máy Toshiba AL91 này cho chất lượng hình ảnh và âm thanh cực kỳ tốt. So với model AVS1 thì bộ cơ của máy này bền hơn. Phía dưới của máy có trang bị thêm hộp xử lý kỹ thuật số giúp cải thiện chất lượng của hình ảnh.
Tuy máy này dùng nguồn biến áp khá bền nhưng mà hay bị hỏng IC nguồn STK. Ngoài ra tôi chưa gặp lỗi nào khác ở model này. Vừa rồi là các model cao cấp của các hãng, bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn về một vài model đặc biệt. Tuy không tốt bằng các model top of line nhưng mà nó được thiết kế rất độc đáo. Đầu tiên đó chính là model Victor HRSC1000. Máy này có hai hồi gỗ cùng mặt nhôm làm tăng lên vẻ vintage của máy. Cũng giống như máy Panam NV-V8000, model Victor HRSC1000 này chạy được 4 loại băng, đó chính là băng VFS, VFSC, SVFS và SVFSC. Máy thiết kế dạng cửa điện độc đáo. Tuy đọc được 4 loại băng nhưng mà bộ cơ của nó được thiết kế đơn giản và hiệu quả hơn Panam NV-V8000 nhiều. Hình và tiếng của máy này rất tốt. Nhược điểm lớn nhất của máy đó chính là nguồn xung dùng tụ nguồn rất kém. Họ chảy nước làm thối mạch, mua về chúng ta phải làm lại bộ nguồn. Và cũng hay bị lỗi mất hi-fi. VTBS22T là một máy VFS thông thường, không có chức năng SVFS. Tuy nhiên nó có thể nuốt được hai băng của một lúc. Tại một thời điểm thì chúng ta có thể chọn được một trong hai con băng muốn phát. Bộ cơ của máy được thiết kế rất độc đáo. Có một thang máy và stacker nằm ở phía giữa cửa băng và dàn cơ chính, dùng để làm nơi luân chuyển băng trung gian. Đây là một đen độc đáo và rất hiếm. ABS84 là model của Toshiba. Máy cũng có thể nuốt được hai băng. Không giống như Hitachi VTBS22T thì model Toshiba ABS84 này dùng cơ chế locking dạng cửa điện. Máy có thể chấp nhận cả băng VFS và băng SVFS. HRS5800 là một trong ba model của Victor là S5800, S7800 và S9800. HRS5800 là model thấp nhất trong các series. Tuy nhiên máy này có chức năng sound menu tạo ra 5 loại hiệu ứng âm thanh khác nhau. Tùy vào mỗi dòng nhạc và gu thẩm âm của từng người mà chúng ta có thể chọn loại hiệu ứng âm thanh phù hợp. VTS730 là một máy SVFS chất lượng cao của Hitachi. Máy có chức năng sound theater, tạo ra hiệu ứng âm thanh giống với âm thanh trong nhà hát. Máy này nó được ghép với âm ly và loa phù hợp sẽ cho trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Vào giữa thập niên 80, các hãng cùng nhau tung ra các model VFS chất lượng cao để khẳng định được vị thế của mình. Đặc điểm của các dòng máy này là có kích thước to, nặng, bên trong được đầu tư và thiết kế rất hầm hố, dùng linh kiện chất lượng cao và rất bền.
HVV36 là model high-end của Mitsubishi. Phiên bản hệ ban đó chính là HSU80, là một trong các model của Mitsubishi được đánh giá rất cao. Máy này dùng cho cả băng VFS và SVFS. Ngoài ra còn có bộ nhớ video kỹ thuật số 14 MB 8 bit giúp lưu và đông cứng hình ảnh. NV1000HD là một máy VFS chất lượng cao, được National đầu tư khá nhiều. Máy dùng bộ cơ đúc nguyên khối, 6 động cơ dẫn động trực tiếp, có cơ chế anti-tension. Máy cho hình ảnh đẹp, âm thanh hay, đặc biệt là chạy rất bền, hiếm khi cần phải sửa chữa. NVD2000 là một model của National cũng khá là hiếm. Máy được xây dựng trên model NV1000HD, chỉ thêm phần xử lý kỹ thuật số tạo hiệu ứng hình ảnh. Tuy nhiên chức năng này chỉ có tác dụng khi dùng chung với remote điều khiển. NVFS1000 được xây dựng trên NV1000HD, máy có thêm phần xử lý SVFS. Đây là một máy chạy rất bền, đáng tin cậy. Hiện tại tôi chưa hề ghi nhận bất kỳ một lỗi nào ở máy này. VCD100X là model rất hiếm của hãng Sharp. Đây là máy SVFS chất lượng cao, có phần tạo hiệu ứng kỹ thuật số như là tô màu, gián đoạn, chớp nháy v.v. Máy này thích hợp cho việc làm các chương trình giải trí. SLHF1000HD là máy Betamax thiết kế độc đáo với phần cơ có thể di chuyển được. Chúng ta có thể điều khiển cho phần cơ nhô ra khi đang hoạt động. Máy được thiết kế siêu mỏng, có trang bị bộ nhớ kỹ thuật số. Khi nhắc đến Akai, chúng ta thường nghĩ ngay đến đầu băng cối hoặc là đầu băng cassette. Tuy nhiên, các sản phẩm VFS của Akai khá là hiếm. Đây chính là model VFX10, một trong những model cực kỳ hiếm của Akai. Trong khi các hãng khác thiết kế đầu video với dàn cơ nằm bên trái, thì máy Akai VFX10 này có dàn cơ được đặt ở bên phải, khác thường. Dàn cơ của máy này chạy cực êm. Đặc biệt là hộp băng của máy này có đèn và gương soi, thiết kế trông rất cổ điển. Máy sử dụng dàn cơ mạ chrome rất bền và chắc. Tất cả các động cơ đều loại ăn khớp trực tiếp, chạy rất êm. Đây là một model khá hiếm của Akai. Máy cho chất lượng hình ảnh đẹp, âm thanh hay, rất đáng được sưu tầm. Một trong những model mà tôi rất thích đó chính là máy National NVBS1. Đây là một máy SVFS chất lượng cao, được gắn với thương hiệu McClure Hi-Fi GT4. Máy này được sản xuất vào năm 1987, cũng là thời kỳ rực rỡ của National. Và cũng đúng với thời điểm Thế vận hội Olympic Games. Một điều đặc biệt nữa, đây chính là model có trang bị tính năng BS truyền hình vệ tinh đầu tiên của hãng National. Máy này có giá xuất xưởng rất cao và được hãng National đầu tư rất nhiều công nghệ tiên tiến. Những máy National được thiết kế và sản xuất trong thập niên 80, được gắn với nhãn hiệu McClure là những máy rất bền, cho chất lượng rất tốt. Đây cũng là một model rất đáng để sưu tầm. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về những dòng máy top upline và high end của các hãng. Thì chi tiết từng máy như thế nào thì tôi đã để cái link phía dưới các bạn có thể tham khảo lại. Thì thật ra bộ sưu tập này vẫn còn thiếu một vài model nữa mà tôi chưa có cơ hội mua được. Nếu giả sử tôi mua được thì tôi sẽ cập nhật lại sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.